Trời luôn các bạn.
Anh về đến Uông Bí rồi. Tại sao anh lại về rồi? Gỗ đang còn một mớ. Gỗ lúc đấy là anh bốc cho xong bên này. Thế là trời nó mưa to nên bảo thôi để chuyến sau. Thế là anh biết chuyến sau là khi nào? Nên anh bố trí mãi mới được cái xe móc rao để xuống là xuống để đưa về. Thì anh chưa gì làm mê mẩn thì anh chạy về rồi. Thì lúc đấy đứng đấy có cả hàng bách chú ấy, nó mưa to thế thì bảo thôi để giờ sau thì... Mưa được 3-4 hạt đã chuồn về rồi. Lúc đấy thấy trời nó mù mịt cả. Có cả bách đứng đấy mà. Có cả bách đứng đấy mà. Bách thì nó có quyết định được đâu mà. Nếu như nó đứng ở một mình một công trường ấy thì nó là người quyết định. Còn nó đứng được một em ấy nó không quyết được. Đàn bố trí mãi mới được cái xe đấy để chuyển nó về để giải phóng đi chơi. Vào nó mỗi trường nó vào nó thú cái nó một đống lấy đi bao tiền. Vừa mất gỗ vừa mất một mớ tiền. Thế này mới đồ về người thôi. Anh cái anh chưa gì là mê mẩn đi chạy về rồi. Anh đi đến đâu rồi? Anh hiện nay giờ đến Uông Bí đấy. Rồi anh quay lại. Cách bao cây rồi? Cách bao cây? Cách chỗ đấy chắc nó phải tầm vừa qua trạm vé Đại Yên được một lúc. Cậu quê ấy mà. Anh ấy đi chịu khó quay lại em cho cậu ra cậu mấy mà lên cho nó là cống rồi để chuẩn về đi cho cậu ở dưới công trường này gần 1 triệu một khối xử lý rác đi. Không phải đi đâu. Rồi được rồi, anh quay lại rồi. Rồi rồi, ok anh. Bye-bye.